Nay chắc một giờ một cái máy mới được ăn cơm quá. Chưa có còn hết trang nha. Có ai bệnh không? Còn người bệnh không? Cả giống như có cái thần thiệt luôn á, không này luôn á. Ta thấy có cá thì ta kho kèo kèo rồi cũng còn xí nữa, ta nhìn thì cũng còn xí nữa. Đủ ta đi vô lại tao nhìn từ tay giòn ra biết bọc 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 bọc. Nước trong con cá đó. Mô. Ghê đó, cho chắc nhìn không kỹ ra có phép thuật gì. Nó nguội rồi thì nó cháy rồi chứ sao giờ.
luôn à. Tính đâu luôn à. Không. Dai này chứ. Hình như cái lỗ thăng lăng bụng đã bị cái này nó ra. Ừ. Mấy người bị rúa đó. Ừ. Con bé mình nãy cho mặn cũng thế đó. Đi chứ đó. Ừ. Ngồi chứ vấn đề gì luôn à. Đợi gì lo nó thì dì Loan có lấy tiền nữa không? Không, không biết nữa. À, có, có. Xuống nhà rồi ở Trang. Mẹ nó luôn. Má với chú đố rồi. Rồi có nói chị Loan không? Kêu bé đó là con bé cho trái cây không? Chị Loan biết mà. Ừ. Tại vì ngồi im núi là con bé này nằm đây mà. Chị Loan cho mặn, nó chỉ ẩu hôm bữa ngon mà. Và ẩu hôm bữa cho đúng không? Ừ. Ngủ ngon ha, chị Loan cho ngon. Loan con giá rồi mà ngon với giá. Còn đè lắm thằng đó. Nó mụn con chú mà đầy lắm. Ừ. Không lắm. Ông đó chú cũng hiền á. Ừ. Có lục đó. Ừ. Bữa hôm qua ông nói với ờ biết. Ừ. Ông đó cũng kỹ. Mình lâu nữa không thấy ông đi là bữa ngày chỉ đông mình đi chơi đi uống cà phê về đó à, tới du lịch đó hả? À đúng rồi. Đại quá kìa. Cái đôi tay nó đang trơn đi. Trơn. Trơn.
nước mát đầm đìa. Nó ăn xong mà mình băng cái găng tay nóng quá. Giờ nào giờ ớt á.